皆さん、こんにちは。Chúng ta xem bài 46 có gì nhá. Mở đầu bằng một cậu bé trông rất là hào hứng đúng không ạ? Đang đi một cái gọi là nagagutsu. Các bạn nhìn vào chữ Hán nhé, bên trái chính là nagai, có nghĩa là dài đúng không? Và bên phải chính là từ kutsu, có nghĩa là đôi giày. Nhưng đôi giày mà lại dài thì đây là đôi ủng nhé. Và nó sẽ có sự biến âm là nagagutsu. Đây là hông bưng, có nghĩa là cái bài văn chính. Và sau bài văn chính này thì sẽ có một bài mở rộng nói về haiku, là cái thể thơ của Nhật Bản. Dạ, itoko no nagagutsu. Itoko tức là anh họ nhé, anh em họ. Boku wa, ai dạ, mở đầu bằng boku. Nghe có vẻ là bạn này rất là trẻ trung đúng không ạ? Một bạn nam rất là trẻ. Boku wa sanzai no toki, tôi hồi 3 tuổi thì tôi đã từng lên xe cảnh sát rồi. Ồ, nghe rất là giật gân. Thì đây là một cách để mở đầu bài speech mà khiến cho mọi người cảm giác bị lôi cuốn ngay lập tức. Tức là kể lại một, chốt lại một câu nó đặc sắc nhất và kỳ lạ nhất để cho mọi người buộc phải tiếp tục lắng nghe. Tôi thì hồi 3 tuổi đã từng ngồi lên xe cảnh sát rồi đấy. Và đó là một buổi chiều mùa đông nọ. Tôi đã định đúng không? Veyo to omoimashita. Tức là tôi đã định này. Tôi đã định đến chơi nhà cậu bạn tên là Ken. Và mẹ tôi thì ở đây mình có cấu trúc bài 30, bài 43 đúng không? Isogashi so ấy. Về tính từ bỏ đuôi y, bỏ đuôi na và thêm so thì sự, tức là trông có vẻ. Mẹ tôi thì trông có vẻ là đang bận rộn với cái việc chăm sóc thằng em trai. Thế cho nên cả là, thế cho nên là tôi mới ở đây có một câu trích dẫn, tạm thời bỏ qua rồi nhá. Tôi tệ, tôi mới nói là như này. Sau đó thì tôi hitoride để kakemashita. Tôi nói là mẹ ơi con đến nhà Ken chơi đây. Và sau đó thì tôi ra ngoài một mình. Tiếp theo nhé, ofuru. Ofuru chẳng qua là furu, furui ấy, có nghĩa là cũ ấy. Ofuru no nagagutsu, có nghĩa là mình đi cái đội ủng cũ này. Ohaitemashita, lúc đấy thì tôi đang đi một đội ủng cũ. Anh họ tôi thì lớn lên rồi nên là hakenaku natta. Cái động từ hakenaku natta này thì không viết bằng kanji cho nên là các bạn hơi lúng túng một chút đúng không ạ? Đây là động từ đi trong kiểu là đi giày, xỏ giày, là hakimasu. Nhưng nó phải đưa về khả năng để nó hàm ý là không đi được nữa. Anh họ tôi lớn lên rồi nên là không đi vừa của đôi ủng ấy nữa. Node, cho nên kureta no desu, cho nên là đã cho tôi. Ở đây dùng no để sự thì no nó chính là ân để sự đúng không? No là ân mà, thành ra là đây nó đưa về cấu trúc là ân đề sự, dùng để giải thích rõ cái nguồn gốc của nagagutsu. Nagagutsu thì chỗ này nhá, nó lần đầu tiên xuất hiện trong cả cái đoạn văn này, thành ra là câu kureta no, kuretan đề sự là để giải nghĩa là cái đôi nagagutsu này nó ở đâu mà ra. Murata bakari de, tức là mình vừa mới nhận được thôi. Ở đây có cấu trúc bài 46 đúng không? Veta bakari là thể hiện kiểu vừa mới xảy ra thôi. Ureshikatta, tôi rất là vui sướng. No o, tức là cái chuyện đấy thì tôi yoku oboetemasu, là cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn nhớ rõ là mình đã vui sướng đến thế nào cái lúc vừa mới nhận được đôi ủng đấy. Kenchang no uchiwa, nhà của Kenchang thì nằm ở tầng 5 của cái tòa nhà mà ngay bên cạnh, ngay sát gần nhà tôi thôi. Mà tòa nhà đấy thì nó có tận 4 cửa. Ở đây các bạn chú ý chợ từ mô này. Chợ từ mô đi sau một lượng từ thì có nghĩa là coi cái lượng từ đó là nhiều nhé. Nó có tận 4 cửa vào cơ. Và tôi thì noni, ngữ pháp bài 45 vừa rồi đây. Tôi thì mặc dù veta kotogaru đúng không, mặc dù đã đến chơi nhà Ken rất là nhiều lần rồi, thế nhưng đô đề cả. Ở đây mình có ngữ pháp bài 40, có nghĩa là cấu trúc kiểu ka hoặc là kadoka đấy. Nhưng mà tôi vẫn không nắm rõ được là đô đệ, tức là cái cửa nào trong bốn cái cửa đấy. Thế là tô một te nhá, tôi nghĩ rằng no hazuda. Hazu cũng là ngữ pháp bài 46 đấy. Nó thể hiện một cái sự chắc chắn đúng không, quả quyết của người nói. Nhưng đây vẫn chỉ là một sự đoán thôi. Mình chắc chắn là cái cửa thứ hai tính từ bên tay phải. Tôi nghĩ như thế. Thế là tôi đã gokai mà để gambatte noborimashita. Tôi đã cố gắng leo tốt lên tầng 5. Ở đây mình có từ noborimasu, nhưng mà nó lại viết bằng chữ thượng nhá. Khi mà các bạn leo cầu thang ấy, thì các bạn sẽ dùng chữ thượng. Còn nếu mà các bạn trèo cây hoặc là leo núi thì các bạn mới dùng chữ đăng ạ. Leo lên đến nơi rồi thì doa o nokushimashita, thì tôi gõ cửa
Thế nhưng mà, gạ, nhưng mà chủ ngữ nằm ở đây ạ. Nhưng mà người phụ nữ mà đã mở cửa thì zenzen shiranai hito deshita, lại là một người mà tôi hoàn toàn không quen biết. Và tôi vẫn nói rằng cháu đến chơi với Ken ạ. Thế nhưng sono hito ạ, nhưng mà người phụ nữ đó thì Ken chẳng o shirimasen deshita, cô ấy chẳng biết Ken là ai cả. Và tiếp theo này có datta no desu. No desu chính là ân desu, tức là đang giải thích cho lý do tại sao cô ấy hoàn toàn không biết Ken là ai nhé. Bởi vì cô ấy chỉ Veta Bakari này, cô ấy chỉ vừa mới chuyển đến cái chỗ này thôi. Lại là namae o kikareta no de, vì là tôi được hỏi tên cho nên tôi mới trả lời là cháu tên là Minoru. Và ie wa doko ka, nhà cháu ở đâu này. Chichi no name wa nani ka, à, mình lại bị hỏi tiếp là nhà cháu ở đâu, rồi bố cháu tên là gì. Thế nhưng mà tôi đã không thể nào trả lời được. Lưu ý là bạn ấy lúc đấy mới 3 tuổi thôi nhé. À, người phụ nữ thì mới shirabete, là cô ấy mới kiểm tra cái đuôi ủng cũng như là trang phục ấy. Tức là bọn trẻ con ấy thì thường là bố mẹ cẩn thận thì sẽ thêu tên hoặc là viết tên vào trong các đồ dùng phụ kiện của nó, đúng không ạ? À, và cô ấy dịch từ cuối lên ạ. Cô ấy phát hiện ra cái điều là có viết này, có tên của anh họ tôi thì được viết ở trong cái đôi ủng. Thế nhưng mà cái tên mà được viết trong đôi ủng đó ấy, thì nó lại chia ự, nó khác với cái mà tôi đã nói. Tức là tôi nói tôi tên là Minoru, nhưng mà cái tên ở trong ủng lại là tên của anh tôi, nó không phải là Minoru. Đây là một lý do này. She á, Yushomonai, và cũng không có địa chỉ gì được ghi trong đôi ủng đấy cả. Đó là lý do thứ hai. Thế là nô đệ, vì thế nên người phụ nữ đã boku o chikaku no kobange tsurete ikimashita, người phụ nữ đã dẫn tôi đến cái đồn cảnh sát ở gần đó. Kê càng, tức là viên cảnh sát này, viên cảnh sát đã hỏi tôi nhà và địa chỉ nhà và tên, và tôi đã cho biết tên của mình đấy. Thế nhưng mà viên cảnh sát mộ, trợ từ mô thì chứng tỏ có một sự lặp lại, có nghĩa là sẽ giống với cô kia ấy. Viên cảnh sát cũng nhìn cái tên ở trong đôi ủng và thế là shinjite kuremasen deshita, tức là ông ta không tin tôi. Và ấy ra, và tôi thì, các bạn dịch từ động từ lên nhé. Ở đây là động từ đưa về thể bị động ạ. Tsurete ikaremashita, tức là tôi được đưa đến, lần này không phải là đưa đến kobang, tức là cái đồn cảnh sát nữa nhé, mà đưa đến keisatsho, tức là đưa đến hẳn sở cảnh sát, trên một cái patoka, trên một cái xe cảnh sát luôn. Và hokanoke kanga, một viên cảnh sát khác thì lại mata onaji, đúng không, lại hỏi tôi những câu giống như vậy. Thế nhưng tôi thì mo nani mo kotaemasen deshita. Mo cộng với ve nai có nghĩa là không ve nữa. Thế nhưng lần này thì tôi đã quyết định là có nói chẳng có ai tin, thôi mình chẳng nói gì nữa. Rất là bù láo, rất là có chính kiến đấy. Và đến khoảng 5 giờ thì yatto. Yatto là một dấu hiệu tốt, tức là một việc vui nó sắp xảy ra đấy. Cuối cùng đến khoảng 5 giờ thì bố mẹ tôi cũng đến. Và tôi thì đang vừa xem tivi, vừa, dịch từ cuối lên nhá, tokoro deshita này, vete iru tokoro, tức là đó là cái lúc mà tôi đang như thế này, đúng không? Đó là lúc tôi đang vừa xem tivi, vừa ăn ổ bánh mì mà được ông cảnh sát cho. Và tôi nhìn thấy khuôn mặt bố mẹ một cái là ohokina koe de, tiếng to, giọng to, naite shimaimashita, tôi khóc òa, khóc rất là to lên. Và mẹ tôi thì đã đến nhà của Ken để đón tôi. Thế nhưng mà tôi lại inakata, tôi lại không có ở đấy, nô đệ, cho nên mẹ của tôi đã bikuri shimashita, mẹ đã rất là ngạc nhiên và hốt hoảng. Và sorede, vì thế nên mẹ đã lên đắc cự, mẹ đã liên lạc đến cảnh sát. Và bố mẹ tôi thì ở đây có thể bị động nhé, shikarade là shikarimasu, tức là mắng, thì đây là thể bị động. Bố mẹ tôi cuối cùng đã bị cảnh sát mắng cho một trận. Và tôi thì sorekara, từ đó shibaraku là một khoảng thời gian, patoka ni notta koto, cả cụm này sẽ là một danh từ này, cái việc là mình được ngồi lên xe cảnh sát. Jiman deshita, tôi thì lại rất là tự hào đó, đi đến đâu cũng vênh mặt lên kể là này, tớ được ngồi xe cảnh sát đấy. Một bài rất là thú vị ạ. Và đây cũng là một ý tưởng mình nghĩ là rất là hay đấy, cho các bài speech của các bạn, kể lại một cái kỷ niệm tuổi thơ gì đấy.
một bài speech nó tốt hơn nữa thì đó là khi các bạn lồng vào đó một cái kinh nghiệm đúc rút gì đấy nhé, hoặc là các bạn nhận ra một cái điều gì đấy chẳng hạn. Thế chúng ta cùng thử dịch lại xuôi bài này một chút ạ. Đôi ủng của anh họ. Hồi 3 tuổi thì tôi đã có lần được ngồi lên xe cảnh sát. Đó là một buổi chiều mùa đông nọ. Tôi định đến nhà một người bạn tên là Ken. Và lúc đó thì vì mẹ trông rất là bận rộn vì đang bận chăm sóc em trai, thế nên tôi đã nói với mẹ rằng con đến nhà Ken chơi đây. Và tôi đi ra ngoài một mình. Khi đó thì tôi đang đi một đôi ủng cũ. Và đôi ủng đó là do anh họ tôi lớn lên rồi, bây giờ không đi vừa nữa nên đã chuyển ra chuyển nhượng lại cho tôi. Và lúc đó thì tôi vừa mới nhận được nó thôi, thành ra tôi cực kỳ vui sướng. Và cái niềm vui sướng đó thì đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Nhà của Ken thì nằm ở tầng 5 của cái tòa nhà bên cạnh. Nhưng mà tòa nhà đó có tận 4 cửa ra vào. Và tôi thì mặc dù đã đến chơi nhiều lần đấy, thế nhưng tôi vẫn không phân biệt nổi là cụ thể là cái nào nữa. Và tôi cứ chắc mẩm là cái cửa thứ 2 tính từ bên phải. Thế là tôi đi vào cánh cửa đó rồi cố gắng leo tuốt lên tận tầng 5. Khi tôi mở cửa thì khi tôi gõ cửa xong ấy, thì mở cửa cho tôi lại là một người phụ nữ mà tôi hoàn toàn không quen biết. Và tôi đã nói rằng cháu đến chơi với Ken ạ. Thế nhưng cô ấy lại chẳng biết Ken là ai. Và lý do là vì cô ấy cũng mới chuyển đến khu này thôi. Tôi được cô ấy hỏi tên và trả lời là cháu tên là Minoru. Và cô ấy lại hỏi tiếp là thế nhà cháu ở đâu, bố cháu tên là gì. Thế nhưng mấy câu này thì tôi chịu, không thể nào trả lời được. Thế là cô ấy mới kiểm tra qua cái trang phục phụ kiện của tôi. Và cô ấy phát hiện ra là có một cái tên được viết ở trong cái ủng. Thế nhưng đó là tên của anh họ tôi và nó khác với tên mà tôi nói. Và đồng thời cũng chẳng có ghi địa chỉ gì cả. Và người phụ nữ quyết định là đưa tôi đến đồn cảnh sát ở gần đó. Viên cảnh sát đã hỏi tên và địa chỉ nhà tôi. Tôi lại trả lời rồi đấy. Thế nhưng mà viên cảnh sát cũng nhìn cái tên ở trong đôi ủng và ông ta không hề tin tôi. Thế là tôi bị đưa đến sở cảnh sát trên một chiếc xe cảnh sát. Và một viên cảnh sát khác thì lại hỏi tôi những câu tương tự. Thế nhưng lần này tôi chán rồi và tôi quyết định là mình không trả lời gì nữa. Cuối cùng thì đến khoảng 5 giờ, bố mẹ tôi cũng tới. Đó là lúc mà tôi đang vừa xem TV, vừa gặm ổ bánh mì mà được cảnh sát mua cho. Và vừa nhìn thấy cha mẹ thì tôi lập tức là không thể nào kìm được nữa mà khóc òa lên. À, mẹ tôi đã đến nhà của Ken để đón tôi, thế nhưng mà lại không thấy tôi đâu cả. Bà rất là ngạc nhiên và lo lắng. Thế là bố mẹ đã liên lạc với cảnh sát. Và cuối cùng thì bố mẹ tôi đã bị cảnh sát mắng cho một trận. Còn về phần tôi thì sau đó tôi vẫn còn tự hào suốt một thời gian dài về cái chuyện là mình từng được ngồi lên xe cảnh sát. 質問 1. Nói về nhân vật tôi nhé. Và どんな顔 だったと思いますか? Các bạn hãy chọn từ A đến E để xem là lúc nào thì nhân vật tôi có biểu hiện, có khuôn mặt như thế nào. Tranh A thì đang rào rác đúng không? Tranh B thì đang khóc òa lên. C là trông rất là hí hửng. D là trông mặt kiểu bướng rồi đúng không? Và E thì là kiểu wakaranai này, không hiểu cái gì cả. Trông mặt còn hơi tội nghiệp nữa, vẽ rất là đáng yêu ạ. Ichi wa nagakuru haite de kakeru tokoro. Khi mà mình sắp sửa đi ra khỏi nhà và có mang theo đôi ủng thì đây chính là si đúng không ạ? Đó. Tiếp đi. Shiranai onna no hito ni atta toki. Khi mà gặp một người phụ nữ mà mình chẳng biết đấy là ai cả. Rồi đây chính là cái mặt này. E. Patoka ni notteru tokoro. Khi mà đang ngồi ở trên cái xe cảnh sát kiểu rất là háo hức đúng không? Rao rắc nhìn quanh. Và yong wa keisatsusho de namae o kikareta toki. Các bạn chú ý nhá, đây là lúc mà bị hỏi tên nhưng mà là ở sở cảnh sát rồi cơ. Ở sở cảnh sát tức là lúc đấy mình chán rồi đúng không? Mình nói hai lần trái tin mình, cho nên đây là D. Và cuối cùng là khi mà bố mẹ đến đón thì không kìm được nữa và òa lên. Kotaete kudasai. 1. Doushite nagagutsu ni itoko no name ga kaite atta no desu ka? Tại sao này? Trong cái ủng dài ấy, trong cái đôi ủng ấy lại viết tên của anh họ. Doushite ne? Bởi vì vốn nó là của anh họ đúng không ạ? Itoko no mono desu kara. Ni, doushite boku wa keisatsusho de shitsumon sarete mo, dù là có bị hỏi ở sở cảnh sát ấy, thế nhưng mà kotaemasen deshita. Nhưng mà lại quyết định không trả lời nữa. Nó bởi vì là nikai mo tức là tận hai lần đúng không? Kotaete mo shinjirare masen.
Shinji shite moraimasen deshita kara. Bởi vì cậu ấy đã nói hai lần thế mà cậu ấy có được ai tin đâu. Và cuối cùng sang keikan wa ryoshin ni donna koto o itta to omimasu ka? Bạn nghĩ rằng này, viên cảnh sát thì đã nói gì donna koto với ryoshin, với bố mẹ của bạn này? Đây sẽ là một câu mở rất là hay đúng không ạ? Bởi vì trong bài thì nó không hề có một thông tin nào là anh cảnh sát đã nói những cái gì ạ. Sunan goto kodomo no toki donna dekigoto ga arimashita ka? Hanashite kudasai. Hồi các bạn còn bé thì đã có một cái sự kiện dekigoto, tức là một sự kiện, sự việc nhá. Sự việc như thế nào nó diễn ra vậy? Tức là hàm ý một cái sự việc gì đó hay hay kiểu như thế này này. Và xin hãy kể cho chúng tôi nghe về nó đi. Đó là phần đầu tiên ạ, là nói về đôi ủng dài của người anh họ. Bài này, cả hai bài đọc nó đều hay nhưng mà hơi dài, thì mình sẽ tách ra làm hai video nhé.